Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Bên trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra thì con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe lời Chúa bảo ban, để đào sâu đức kính tin trong đời. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, trèo trống trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kính sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. Như con thuyền trèo trống trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đáng một thánh đường. Nguyện xin Chúa tình thương bên ấp u con ngày đêm, như thân xác cùng trao làm thương yêu. Năm đức tin vừa kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican đệ nhị, vừa kỷ niệm 20 năm ban hành sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Sống năm đức tin có điều là đáp ứng lại lời hiệu triệu của Đức Giáo Hoàng để thật sự gặp gỡ Đức Kitô. Chúng ta cùng càng trưởng thành hơn trong đức tin, càng tuyên xưng đức tin một cách vững vàng và có khả năng làm chứng đức tin của mình trước mặt mọi người. Qua thông tư cánh cửa đức, cánh thức đức tin, Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả mọi thành viên trong toàn thể Hội Thánh cần thiết phải gặp gỡ lại Đức Kitô, đấng phục sinh và luôn hiện diện đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường trần gian, để nhờ sự gặp gỡ này mà tất cả chúng ta biết định hướng trong cuộc đời của mình, sống sao cho phù hợp với thánh ý Chúa, để nhờ đó mà chúng ta mới có thể làm chứng nhân đức tin, thi hành sứ mạng loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu trao phó. Cháu toàn cầu, Giáo hội Việt Nam với Tổng giáo phận Sài Gòn và trên hành trình đức tin cùng Đức Maria, chúng ta cùng với mẹ cung nghênh mẹ chung quanh thánh đường và dõi theo mẹ trên bước đường đức tin, để rồi chính đức tin đó sẽ khai mở và dẫn dắt chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc bình an và hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Và cuộc rước bắt đầu, xin trống bắt đầu.
xứ Bình Thuận, giáo xứ Tân Hương đi sau các đoàn thể tiếp. Xin mời giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Hương cầm bảng tên của mình tiến ra tiếp theo. Tiếp đến là giáo xứ Tân Thái Sơn. Giáo xứ Bình Thuận, giáo xứ Tân Hương, giáo xứ Tân Thái Sơn. Giáo xứ Tân Phú và giáo xứ Phaolô. Giáo xứ Tân Phú và giáo xứ Phaolô. Giáo xứ Nhân Hòa và giáo xứ Tân Châu. Sau giáo xứ Phaolô là giáo xứ Nhân Hòa, giáo xứ Tân Châu. Sau giáo xứ Tân Châu là giáo xứ Thiên Ân và Tân Thành. Thiên Ân và Tân Thành. Thiên Ân và Tân Thành. Giáo xứ Tân Việt. Giáo xứ Tân Việt xa đi sau giáo xứ Phú Trung. Sĩ của giáo hạt chúng ta đi sau các giáo xứ. Giáo xứ Phú Trung.
Anh chị em rất thân mến, ngày 11 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã long trọng khai mạc năm Đức Tin cho toàn thể Hội Thánh Công Giáo tại Thánh Đô Roma. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã chính thức khai mạc năm Đức Tin cho Hội Thánh Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại Giáo phận Thanh Hóa. Và ngày 18 tháng 10 tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, Đức Hồng Y, cha chung của Tổng giáo phận, cũng đã chính thức khai mạc năm Đức Tin cho toàn thể Tổng phận, giáo phận nhà của chúng ta. Và ngày hôm nay, tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo hạt Tân Sơn Nhì, chúng ta cũng tiếp bước cùng một nhịp bước, cùng một nhịp của trái tim, cùng với cha chung của Hội Thánh. Giáo hạt Tân Sơn Nhì chúng ta cũng bắt đầu bước và khai mạc năm Đức Tin cho toàn thể giáo hạt Tân Sơn Nhì. Năm Đức Tin là cơ hội thuận lợi cho mọi Kitô hữu chúng ta củng cố đức tin của mình, hoán cải và đổi mới đời sống, trở về với Chúa là đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Khi chúng ta tái khám phá niềm vui đức tin, chúng ta sẽ hăng say dấn thân cho công cuộc tân phúc âm hóa, loan báo tin mừng cho anh chị em người Việt Nam, cách riêng các anh chị em trên địa bàn giáo hạt Tân Sơn Nhì chúng ta chưa nhận biết được Thiên Chúa, đem tinh thần phúc âm thấm nhập mọi lĩnh vực đời sống, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh theo những giá trị của tin mừng và truyền thống văn hóa của dân tộc. Vì thế, cùng với một nhịp bước Giáo hội Hoàn Cầu, Giáo hội Việt Nam và với Tổng giáo phận Sài Gòn, ngày hôm nay giáo hạt Tân Sơn Nhì của chúng ta, tôi tuyên bố khai mạc năm Đức Tin của giáo hội tại hạt Tân Sơn Nhì từ hôm nay cho đến lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ ngày 24 tháng 11 năm 2013. Con xin mời cha quản thầy sẽ mở cánh cửa